Xin chào các em và cùng phụ huynh. Hôm nay thầy sẽ làm về tập toán lớp 1 sách giáo khoa. Rồi, hôm nay là chúng ta sẽ làm trong bài phép trừ trong phạm vi hợp 3 ha. Rồi, 2 sẽ trừ cho 1 là bằng 1. 3 ta trừ 1 bằng 2. 3 ta trừ cho 2 còn 1. 3 ta trừ 1 còn 2. Còn 1. Còn 1. 1 cộng cho 1 là 2. 2 ta trừ cho 1 còn 1. 3 ta trừ 1 còn 2. 2 cộng cho 2 bằng 3. 3 ta trừ cho 2 còn là 1. 3 trừ cho 1 còn là 2. 2 ta trừ 1 là bằng 1. 3 trừ 2 còn 1. 3 trừ 1 là còn 2. Rồi. Ở trên này là có bao nhiêu đây? Có 3 con chim ở trên cái này này. Mà bay đi mất hai con à. Thì tổng cộng là trước mắt là ba con ở trên cái cành cây. Thế là trừ cho hai con đã bay đi, một hai con, hai con đã bay đi, vậy là bằng còn là một con trên cành, được không? Còn một con trên cành. Rồi bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé, các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được nhiều video mới của thầy nha.